Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Adventure The Golden Chalice of Kuras. Mình đang ở trên cái chỗ của mấy ông diplomat để chúng ta cải thiện cái danh tiếng á. Thì mình đã trả được hai nhiệm vụ trong tập trước chúng ta hoàn thành, đó chính là hạ gục 75 con zombie và 35 con creeper. Đồng thời mình cũng đã lấy thêm được cái nhiệm vụ đó để chúng ta cải thiện tiếp ở Onborn City. Ta hãy coi, ở Kuras thì là 7, Alaton City 19, Kayseri City 19, Onborn City chỉ mới 6, Pevik 18 và Riverbank là 14. Nghĩa là chúng ta cần phải tiếp tục hạ gục những con quái chỉ vì một lần chơi dại, bao nhiêu cái reputation nó giảm xuống hết và tất cả nhiệm vụ trong này đều đã hoàn thành, không có cách nào tăng cái reputation lên ngoài việc đi giết những con quái mà thôi. Rất là cực khổ. Bây giờ mình sẽ đi qua chỗ đâu rồi, mất tiêu cái cổng dịch chuyển của tôi rồi. Chúng ta sẽ dịch chuyển qua Clear Peak để làm nhiệm vụ. Ta đang ở Clear Peak, là nơi chúng ta đi giải cứu Emily á mà. Và vẫn còn một vài con quái kìa. Tôi thích điều đó. Chúng ta đang rất cần hạ gục những con quái. Đó, bắn hụt. Chính xác, chết con Creeper. Và đầu bên này có nhiệm vụ gì hay không? Coi thử trước. Có dấu màu vàng nào hay không? Không thấy. Mấy ngôi nhà này có ai ở trỏng hay không? Vô dòm thôi. Bên đó có con creeper, ấy lộn, con zombie kìa. Zombie, bye bye. Và ở trong đó nó có một cái vùng rất là tối. Cái nhà này là chỗ chúng ta gửi thư này nọ. Và creeper skeleton nữa kìa. Tốt thế, hai con skeleton luôn. Và có con thứ ba không? À, con thứ ba luôn. Rồi, và mình sẽ quay lại ở khu vực trung tâm, bởi vì nơi đó chúng ta thấy có nhiệm vụ. Một cái. Rồi còn cái nào nữa? Ở bên đó, đó là một cái tòa lâu đài. Và còn cái nào nữa không? Chạy ra bên ngoài coi chút xíu. Bởi vì bên dưới này nó có cái chỗ để đi đánh bạc đó mà. Đó, ở bên dưới đó đó, có chỗ đánh bạc á. Có con nhện. Bắn không trúng. Xem nữa té. Mình nghĩ là chúng ta sẽ đi vô cái ngôi nhà này trước. Trong nhà này sẽ có nhiệm vụ gì chờ đón chúng ta đây? Hãy cho tôi biết cần giúp đỡ gì. Thao gạt barrack. Đây là trại lính. Soldier quarter. Chắc là phòng này rồi. Quarter master. Ông này là quản lý nơi đây nè. Rồi, anh chắc chắn là người lãng khách từ Rubnovia tới đúng không? Tôi đã nghe rất là nhiều về anh. Anh có muốn kiếm một chút tiền xài chơi không? Làm sao mà ông nghe về tôi được? Tôi có một người anh em cũng là trưởng cái khu quản lý cái khu vực nhà ở tại cái căn cứ quân sự ở thành phố Rubnovia. Anh ta cũng đã kể về tôi tất cả những thứ liên quan tới anh và cũng kể về cái cách mà anh đã cứu cái đất nước đó như thế nào. Nếu mà cái poster là những cái tấm hình lớn mà được sáng chế ra rồi đó, hay là được chế tạo ra rồi đó, thì tôi chắc tôi sẽ có một cái treo lên tường phòng ngủ cái hình của anh. Khi tôi kể cho người anh em của tôi là anh đã xuất hiện ở nơi này, thì anh ta là cái người anh em của ổng á, sẽ rất là ganh tị. Được rồi, và bây giờ anh có muốn kiếm tiền hay không? Tùy thuộc vào công việc là gì. Tôi đang đặt hàng một vài kiếm mới và một vài cây rìu mới để cho binh lính của thị trấn hay là thành phố có thể sử dụng, nhưng mà cái chuyến hàng đó đã quá lâu rồi, nó vẫn chưa tới. Anh có thể tới cái nhà cung cấp và tìm hiểu tại sao hay không? Bây giờ chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Đầu tiên là chắc chắn tôi sẽ giúp ông cái vấn đề đó, không có gì quan tâm nhiều. Rồi, xin lỗi tôi quá bận bịu. Khi khác nha. Nhìn tôi giày giống như mấy thằng nhóc đi giao hàng hả? Tự đi lấy đi, đồ lười biếng. Rồi, và ông có thể luyện tập trong lúc đó luôn. Luyện tập chạy bộ hay là đi bộ này nọ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ là người lịch sự, ta sẽ giải quyết vấn đề đó cho ổng. Cảm ơn anh rất là nhiều, tôi đã đặt hàng ở chỗ ông thợ rèn tại Riverpond Crossing. Đây, hãy cầm tờ giấy này để chứng nhận cái đơn hàng. Và tôi sẽ rất là biết ơn anh vì đã giúp chúng tôi. Ổng đưa chúng ta một cái đơn hàng. Mình cũng đang cần quay lại Riverpond Crossing, bởi vì nơi đó cũng có một số nhiệm vụ. Chúng ta chỉ phát hiện được hai cái dấu chấm than màu vàng. Ấy, có ai đây?
Ông này là Keep Guard. Ta nói chuyện coi. Rồi, xin lỗi anh, nhưng mà anh phải nói nhanh, bởi vì nếu mà ai đó bắt gặp chúng tôi đang nói chuyện với anh trong lúc làm nhiệm vụ á, thì tôi sẽ bị treo cái tiền lương. Rồi, ai sống ở trong cái tòa lâu đài này? Đó là chú tể hay là ông người chủ đất ở đây và kể cả vợ ổng. À, anh Delham sống ở đây. Và nếu anh không có việc gì nữa thì tôi cần phải quay lại chốt gác của tôi. Nếu tôi bị bắt nói chuyện thì lại nữa. Vậy tại sao không cho người khác vào thăm hay là có người tới? Thì hai người này không hề thích có người tới viếng thăm. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào nói chuyện tiếp được với ổng. À, và trước khi anh đi thì có thể anh sẽ giúp tôi được một việc. Có một lá thư ở trong cái trại lính dành cho vợ tôi. Anh có thể mang nó tới cho cô ấy hay không? Và sẵn tay thì đem luôn buổi trưa, đem về cho tôi luôn. Rồi, được rồi. Nhưng mà tôi cần biết cái địa chỉ của bà ta hay là địa chỉ nhà anh. Tuyệt vời, đây là lá thư và nhà tôi nằm ở số 1 IC Walk. Nằm ở hướng còn lại của thị trấn. Park Lunch. IC Walk. IC Walk ở đâu? Khu vực này chúng ta không thông thuộc cho lắm. Hãy lợi coi thử hai người này có nói chuyện gì không? Không có. Đôi khi chúng ta cần phải lại nói chuyện với... Không phải, lắng nghe những người đó thì nó sẽ có những thứ rất là thú vị. Và let me kìa. Mình cũng muốn coi thử coi trong này có bán gì đặc biệt. Rồi, không có gì đặc sắc hết. Có hai cửa luôn mới ghê. Số 1 IC Walk. Nơi này là gì? The Golden Goose Clothing. Bán quần áo hả? Vô coi thử coi. À, mấy hàng cơ bản thôi. Chúng ta không cần mấy hàng đó nữa. Chúng ta xài đồ quá xịn rồi. Ở đây là số 7 IC Walk. Và số 1 lần thì nó phải tới đằng này luôn. Và cái nhà này nó có nhiệm vụ nè. Là số 5. Vô nói chuyện với bà này thử coi. Marble Windham. Rồi, chào con trai. Ta đang hy vọng có ai đó tới thăm ta. Rồi, con có sẵn sàng giúp đỡ bà lão này với công việc mua sắm hàng ngày hay không? Rồi, được thôi. Bà cần tôi giúp gì? Bà cần con mua cái gì? Thật là tuyệt vời con ạ. À, con hãy mang cái danh sách này đi và kiếm hết những món đồ trọng. Rồi, con sẽ cần phải tới Onborn City để kiếm được hết mấy cái món đó. Map of Kurat. Và đây là shopping list. Apple, raw beef, carton of meal hả? Loaf of bread, raw salmon, cake và bottle of sherry. Có cái sherry thì hơi khó kiếm bởi vì thấy nó lạ. Này là số 3, số 1, bên đây là số 2. Đây là bà vợ ông kia. Ta hãy chuyển bức thư cho bà. Pack lunch. Xong, đơn giản vậy thôi. Sau khi có được cái pack lunch rồi ta sẽ đưa cho ổng. Nói chuyện với ông khiếp gạt lại. Rồi, thật vui gặp lại anh. Anh đã đưa bức thư cho vợ tôi chưa? Và lấy luôn cả buổi trưa của tôi. Anh ta đem đồ ăn trưa cho ổng luôn nè. Tôi làm và đây là đồ ăn trưa của ông. Chúng ta ẩm... Ông nhận cái đồ ăn trưa, đưa cho tiền cho chúng ta vì đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó và nhanh chóng quay trở lại cái chốt gác. Như vậy mình sẽ cần phải đi tới chỗ này là Riverpond Crossing và Onborn City để chúng ta hoàn thành hai nhiệm vụ còn lại. Thì ta sẽ ưu tiên qua Riverpond Crossing trước đi. Nhiệm vụ hạ gục 75 con skeleton đã hoàn thành. Bây giờ Riverpond Crossing này cũng khá rộng và sao skeleton đầy thế này? Chúng ta thấy một con ở đằng xa nữa. Mình đang đi kiếm cái chỗ của ông thợ rèn. À, và hãy ghé thử coi có bán đồ ăn của bà kia hay không. Bà sẽ cần 4 trái apple đúng không? Apple, rồi melon có hay không thì không nhớ. Bread, kiểm tra lại coi. Bà sẽ cần cái gì? Raw beef, carton of meal, 2 loaves of bread. Không phải là món đó. Bread, 2 hả? 2 cái hả? Carton of meal. Có phải là meal bất kịch hay không? Hay là một cái món đặc biệt? Raw salmon. Và một cái bánh.
Ở chỗ này hình như chỉ có vậy thôi. Đây là Rayburn Apple, là loại đặc biệt. Melon. Có thể là có cái này nữa. Kệ, mua luôn đi. Ở shopkeeper này mình có thể mua được một cái bánh. Chúng ta mua luôn nào. Rồi có gì nữa hay không? Raw salmon, đây là rub Novian Caster. Hết rồi đó. Mặt bên kia chắc cũng bán y chang vậy thôi. Kiểm tra luôn đi ha. Cookie pumpkin pie cake. Chính xác. Và con zombie. The Anvil and Hammer. Armor Smith and Blacksmith. Có thể là nơi đây. Vô coi thử. Đó đó đó, có cái gì kìa. Weapon order, chính xác. Một cái. Và mình sẽ cần. Chết rồi, mua lộn. Không biết là cái Brayburn Apple này bả có chịu hay không. Có thể bả sẽ cần cái loại Apple thông thường. Chúng ta sẽ đi kiếm những cái còn lại. Ta vừa quay trở về Onbon City, tới nơi đây và chưa thấy những con NPC xuất hiện. Vừa mới nói đã xuất hiện liền. Mình có thể sẽ phải mua lại mấy trái Apple này một phát. Sau đó chúng ta có gì nữa? Bread, potato, carrot. Chúng ta sẽ mua 2 xô sữa. Một xô và xô thứ hai. Rồi sau đó chúng ta có gì nữa? Có bánh mì gì vậy? Unleavened bread hả? For you in religious service. Không cần. Rồi qua đây bán khúc mít. Có bán raw mít không? Vậy là không có. Phải vô trong. Cần raw beef. Potion. Đây là cat and bread. Kiểm tra thử coi cat and bread nó có bán cái gì. Ê, zombie, ê lộn, creeper. Chưa gì nó nổ rồi. Cook meat và raw meat. Two beef. Đây là raw beef. Chúng ta mua một phát nữa. Giờ coi. Zombie, đi chỗ khác chơi đi. Chỗ người lớn đang làm việc cứ hả bay lại đây hoài. Shopping list 4 trái bơm có, 2 cái raw beef có, 2 thùng sữa có, 2 khúc bánh mì có, 2 cái salmon chưa có, 1 cái khác có và 1 bottle of sherry. Thì sherry fishmonger kìa. À, 2 con salmon đúng không? Thì cái sherry thì mình nghĩ chúng ta cần phải đi qua chỗ đó là Shoreside Brewery, có thể sẽ bán. Chúng ta đang di chuyển tới Riverbank Brewery chứ không phải là Shoreside, mình nhớ lộn. Đây là Riverbank Brewery. Vodka cider, dark ale, grape cider. Và cái ông đó thì ở đây nhưng mà cái người bán thì chưa xuất hiện. Triệu hồi. Vừa mới nói xuất hiện liền. Dark ale, cider, vodka, grape queen vodka. Ủa, vậy sherry chúng ta sẽ phải tìm ở nơi nào? Ở đây không bán sherry. Đó là bottle of sherry. Vodka. Cái đó hơi bị mệt à nha. Chắc là phải quay về Onbon City kiểm tra một lần. Majestic Fine Wine ở Onbon City là nơi chúng ta có thể tìm được một bottle of sherry. Đây là bottle of sherry, chỉ tốn 2 Kurat nước kịch mà thôi. Mình đã có đủ tất cả mọi thứ mà bà kia cần. Ta hãy quay về Clepic. Chúng ta hãy vào đưa cho bà những món mà bà yêu cầu. Rồi, chào con trai, con đã mua được hết chưa? Ta đang đói bụng lắm đây. Đầu tiên là Apple. Cảm ơn con rất là nhiều. Những món khác thì sao? Rồi, và tiếp tục. Cái đó là thịt bò. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ bấm từ từ. Thịt bò xong rồi sữa. Ủa sao Apple chưa đủ hả? Hay sao bả đòi thêm vậy? Chúng ta có thể để ý rằng là sau khi chúng ta đưa cho bả những thứ nào bả đã có rồi nó sẽ mất đi một dòng. Và chúng ta đưa lại cái Apple coi. Như vậy là cái Brayburn Apple này không sử dụng được hả? À, Apple vẫn có ở đó, không được. Bánh mì thì sao? Bánh mì đã giải quyết xong. Có vẻ như bà thích ăn bơm ăn táo dữ lắm à. Salmon. Có luôn. Và tiếp tục đi. Đưa tôi những sự lựa chọn nữa. Một cái bánh. Xong chưa?
bà ấy đang rất là đói bụng nên chúng ta cần phải thông cảm. Và cái cuối cùng là cái sherry, đó là một chai rượu á. Đủ hết chưa? Hả? Có vẻ như... Rồi. À, bây giờ bà đòi hỏi thêm. Và tôi tin rằng đây là tất cả những gì mà bà ấy đã đòi hỏi. Khoan để coi thử coi. À, chúng ta mới đưa có một xô sữa thì phải. Mà bà cũng đã lấy hết rồi. Tôi tin chắc là bà đã lấy đủ rồi chứ. Còn bánh mì nè, lấy luôn đi. Đó, cho bà luôn đó. Rồi bây giờ hết rồi nha. Rồi tôi tin chắc rằng là chúng tôi đã đưa đủ. À, ta cũng tin là như vậy con à. Trí nhớ của ta thật là tệ quá đi. Cảm ơn con rất là nhiều. Và bây giờ ta sẽ nói với những người đang sống ở đây về con. Ta không giàu có gì, nhưng mà con có thể nhận một vài đồng tiền này để như là lòng biết ơn của ta đối với cái hành động của con. Mình đang ăn cái Braeburn Apple bởi vì mình nghĩ nếu bỏ đi thì thật tiếc. Quarter Master nói chuyện với ổng. Welcome to Clapic Barack Adventure. Chào mừng anh đã tới. Anh đã giải quyết xong chuyến hàng của tôi chưa? Xong rồi. Tôi đã... Giờ tôi sẽ đưa cho ông. Cảm ơn anh rất là nhiều đã giúp cho tôi công việc này. Bây giờ nhóm lính gác của chúng tôi sẽ có vũ khí sắc bén hơn. Ở đây, hãy nhận một vài đồng tiền để... Và hãy nhận số tiền này để trang trải cho những khó khăn của anh. Và nếu anh thật sự muốn tham gia vào hội lính gác á, hay là đội lính gác ở nơi này á, thì lúc nào cũng có một chỗ dành cho anh. Chúng ta nhận được 3 cái Kurat nước kịch. Mấy ông này hay là cái khu vực này á, rất rất là keo kiệt. Lesser Potion of Courage. Bán hàng cũng được. Ta hãy cùng nhau cập nhật nhiệm vụ lên nào. Và qua đây coi, Clapic đã hoàn thành xong 100%. Yay. Và Rinmis chỉ còn có hai cái là Rinmis Outskirt Country Estate, đó chính là cái chỗ Slay Estate, và Rinmis Outskirt Thiếp Guild. Có thể chúng ta sẽ đi tham quan Thiếp Guild trước đi ha. Mình cần phải coi lại bản đồ một cái. Từ Rinmis chúng ta đi ngược về hướng bắc, có một cây cầu nó sẽ dẫn qua hướng tây á, thì mình đi về hướng đó. Khoan, con gì có nó bắn mình vậy? Mấy cái con skeleton này nó manh động quá. Kể cả những con zombie và creeper ở nơi này luôn. Ta không cần quan tâm đến con đó đâu. Và trên đó là một ngôi nhà gì đó, không nhớ. Nhưng mà Thiếp Guild đi theo đường này. Bắn hạ mấy con đó luôn. Rồi giờ thẳng tiến tới phía đằng trước, chúng ta sẽ thấy một cái tòa nhà rất là lớn. Đó chính là Thiếp Guild. Vô trọng. Kiểm tra thử coi mình có thể tham gia vào hội ăn trộm được hay không. Chúng ta có những cái chest bị khóa á, chúng ta tham gia vào biết đâu được ta lại mở được những cái chest đó thì sao. Và creeper quá chừng luôn kìa. Đã thật. Tiếp tục hạ gục. Ôi à, có con nhện. Có zombie. Có skeleton không? Chưa thấy. Nhưng mà thôi tiến vào Thiếp Guild coi. Wow. Đẹp chưa? Vô trọng. Đây là nơi luyện tập nè. Ở đâu là nơi đi vào? Chắc là phía trên. Mặt tiền đâu? À, đường lên đây rồi. Mở cửa đi vô. Guild Master. Nói chuyện với ông ấy. Rồi, tôi xin lỗi, nhưng mà tôi phải yêu cầu anh đi rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Bởi vì đây là nơi chỉ dành riêng cho thành viên thôi. Rồi, và ông ta đuổi chúng ta đi. Giờ mình tự hỏi tại sao chúng ta... Làm sao chúng ta có thể đi vào hay là tham gia vào cái hội ăn trộm này được? Có cách nào để chúng ta tham gia vào hội ăn trộm này hay không? Có thể chúng ta sẽ phải có cái tiếng xấu thì mới dễ tham gia vào hội chăng? Cái này là suy đoán thôi, còn chính xác như thế nào thì chúng ta không được biết.
Như vậy chúng ta sẽ đi cái gì đây, cái gì đây? À, ấy, con nhện làm giật mình. Thiếp ghiêu examination only beyond here. Nghĩa là thử thách sẽ nằm ở nơi đó hả? Vậy phải có ai đó cho phép chúng ta tham dự vào trong cái hội này. Ngoài ông Guildmaster ở trỏng thì mình không tìm được người nào khác có thể nói chuyện được ở trong thiếp guild này. Vì thế, cách nào để tham gia vào thì chúng ta vẫn chưa biết. Nhưng chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!